Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện kiểm tra khảo sát tình hình an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn thủ đô. Qua kiểm tra khảo sát, các cơ sở có quy trình sản xuất thực hiện khép kín, các khâu chế biến giết mổ được chuẩn hóa theo quy định, đồng thời liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp tạo thành chuỗi cung ứng, vừa gia tăng được giá trị của nông sản, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nông sản. Làm sao tiếp tục kết nối được các cái tập đoàn bán lẻ giữa các cái doanh nghiệp lớn về cung cấp nguyên liệu đầu vào và cái đầu ra để tạo ra một cái chuỗi khép kín, và chính những cái doanh nghiệp đầu vào đầu ra này là những cái doanh nghiệp đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo các chuỗi liên kết cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, nhãn mác hàng hóa, chỉ dẫn địa lý để truy xuất nguồn gốc, kết nối với các tập đoàn bán lẻ và các doanh nghiệp lớn trong sản xuất lưu thông, định hướng cho các hợp tác xã, người dân sản xuất theo chuỗi khép kín, qua đó nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm cũng như bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến.